Rồi, em xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay là video tiếp theo của buổi đi câu gần ngày hôm qua nè mọi người. Thì hôm qua thì em dính được hai con cá nha. Một con cá đổ mép, con đó chắc gần ký. Em về em cân rồi, chín lạng mấy gần ký. Với lại một con cá chấm ruồi, chấm hồng chấm ruồi. Thì do là con mồi hôm qua nó hư luôn rồi. Cái con mồi mẹ em hay câu đó nó hư thì như mọi người biết rồi. Thì con mồi đó em mua không có nữa. Nên thì em đã thử đặt những con khác nha, để em test thử. Thì những cái size nhỏ như vậy luôn nhưng mà nó chìm đấy, thì những cái màu nó nổi á, em câu xem nó có hiệu quả không. Hiệu quả thì em sẽ giới thiệu cho mọi người cùng mua nha. Thì hôm nay em sẽ đi vít bằng mồi nhỏ, thì xí tới nơi em sẽ cho mọi người xem. Thì hôm nay em cũng vít bằng mồi nhỏ luôn. Rồi, những con mồi 30g thôi đó, 30g là 20g nè. Nên xíu ra ngoài nước sâu thì em sẽ đổi mồi to sau. Thì mong mọi người theo dõi cái buổi đi tiếp tục của em ngày hôm nay nha. Thì hôm nay câu con mồi nhỏ như vậy nè mọi người, chỉ có 30g nha. Cái chỗ em câu là cái chỗ chân gạn, nước cũng tương đối cạn thôi. Con mồi này là con mồi vít chậm nha mọi người. Đó là chỗ cục đá này, hôm qua em đứng câu đó rồi. Thì hôm nay em sẽ câu vít ở đây nha. Ở trong nó cạn lắm, không có ấy được này. Không vít được, sợ vướng lắm. Tương đối trôi, trôi cũng hơi dữ nha. Dính cá không? Bà là ghê quá. Cá xíu. Ui, cá gốc. Nó dính còn cá gốc rồi. Cá gốc là vòng vòng đây có gạn á. Cá đó nó ở chỗ cục gạn không à.
chính luôn. Nữa cá gốc nữa, thêm con nữa, con này bự hơn con lúc đầu rồi. Nghe chèo xích lên xíu, vòng vòng đây có gạn nữa rồi, đây, vòng vòng đây có cục gạn này đó. Góc nữa quá. Ui cái góc nữa. Này sao tự nhiên này nhiều cái góc anh ta. Góc nữa mọi người. Còn nữa nha, để em tắt nha. Ui vòng vòng khu này dính được 3 cái góc rồi. Mà không dính được con cá gì bự bự nha. Để làm video cho người cùng xem luôn. Thì mấy con cá này nhỏ quá. Nhỏ nhỏ mà dính nhiều cũng được nè, dính liên tục cũng được. Cái mồi nhỏ mọi người câu nó hiệu quả nhiều cá lắm người, cá gì nó cũng ăn chứ, cá bự nó cũng ăn nha. Cá bóp nó cũng ăn luôn nha. Hồi đó em câu mồi 30 g này cá bóp nó đã ăn. Dính nữa không? Đó. Con này bự hơn con. Đấy nha. Đang đạn luôn rồi. Liên tục. Thả xuống ăn. Không cần giúp nhau rồi. Ui, cá gì? Cá gạn. Con cá gạn nha. Cá này nó ăn cũng ngon lắm mọi người. Cá này người ta nói chỗ em nè, chỗ này nó bán 120.000 ký đó mọi người. À, cái chỗ cái có gạn đó thì chắc chắn là chỗ này có cục gạn đó mọi người. Thì mong là dính được con cá mú hay con cá gì to to cho mọi người cùng xem nha. Có con cá đó thì chắc chắn cái khu vực này sẽ có gạn rồi. Nó giờ cứ chè thẳng lên đó rồi trôi lại xuống đây không rồi là ngay điểm mình câu thôi. Cái máy anh nó bị đang bị hư cái chốt trả ngược rồi. Ngay cái điểm cũ rồi mà không biết nó có trôi được ngay cái cục gạn nãy không nha. Gạn nãy cũng tương đối cao rồi. Nếu mà lại trôi thẳng ra là ngay vậy đó. Con này còn cái gì trọng rồi. Đó, ngay cái điểm rồi đó. Nãy hơi lệch luôn rồi.
Ngay à, ngay à, nãy hơi lệch bốn con rồi, nãy hơi lệch xíu rồi, tranh thủ nha. Đó, ngay đây nè người, ngay đây nè, ngay điểm là lụm liền. Gió nhẹ xíu nữa là đẹp nha, gió hơi mạnh nha. Cho thẳng thẳng là ngay điểm, cho thẳng thẳng là ngay luôn á. Nó dính ha. Ngay điểm này là dính liền. Điểm nó ngay đây nè. Nó nữa, sập dương. Dưa sọc dưa mọi người ơi. Giờ chắc chắn chỗ này có cục gạn rồi. Thì em dò đại thôi người, chứ không phải là em biết trước đâu nha. Chỗ này em câu đại 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 à. Thì có cái em những cái loại cá nữa ở trong gạn mọi người. Đó, đó người chụp sảy á. Chụp sảy mọi người. Cái chỗ mà có cá sọc dưa này nè mọi người, hay có cá hồng bạc với lại có cá bóp đó mọi người. Không biết nay có cá vô không nha. Nó dính rồi, trời sảy rồi. Nó dính rồi. Ôi, con cá sập dưới chạy rồi. Ồ, sảy rồi người ơi. Sảy rồi, thả xuống ăn, thả xuống ăn. Trời, từ ngày chỗ này quá cá ơi. Ôi, cá sập dưới chạy rồi. Em chưa có bỏ cái túi lên để bỏ cá nữa. Đó, ăn sẵn luôn rồi. Gội sảy nữa ơi. Kỳ vậy. Thấy nữa rồi nha. Ăn giữ cái sảy sảy cái là lúc đầu mất tiêu rồi đó. Đó. Đó ngay đây, ngay đây, điểm nó ngay đây mà. Vô ngay đây nó mới ăn. Mình xếp máy lại nghĩ. Điểm ngay đây, điểm ngay đây, đây rồi, đây. Ngay khúc này luôn. Còn trọng trọng không à? Hết chỗ để mà em chưa có bỏ cái túi ra nè, thì dính cá mú mới bỏ túi ra nè. Thì cái túi đựng ống lặn rồi ban lùm lúng chân á, hay điểm nó lụm liền rồi. Đó, dính nữa. Cái gì mình không chạy vọng với chân ta.
dấm ngang quá. Trời ơi, không có qua được ghe. Qua được ghe chắc em thả quá. Đạp liên tục mọi người ơi. Không ngừng nghỉ luôn. Cứ ngay điểm mà nó ăn, ngay điểm nó ăn à. Chưa thấy cá bự ăn, mới có mấy con cá này ăn à. Phải có cá mè đốm là nó cũng lụm, mè đốm là nó lụm liền à. Đốm nó cũng cũng ngựa ăn màu nhỏ này lắm. Những cái mè dạng mê ta dít này, mè đốm nó cũng ngựa ăn lắm. Mới dính cục gạn luôn rồi, chắc em đang kéo cục gạn lên á. Rồi dính cái con này nó dính vào trong gạn nè, nó chui vô trong gạn rồi. Xíu nữa xảy rồi, xíu nữa dướng con mồi luôn rồi. Cục gạn nằm ngay đây luôn rồi. Hèo dính được con cá bự luôn rồi. Xíu lưỡi hơi nhỏ mà bự đi, rõ đi. Lên rồi. Mày quật có màu trắng mà rồi. Bè lão. Mì đây có cá bè lão mọi người. Con bè lão nha. Ok. Lão là ok đó mọi người. Lão hoặc cái khế nữa rồi. Người lão quá. Ù lão nữa hay gì mọi người, trắng tươi vậy. Lão tiếp mọi người. Hai con cá mày lão luôn. Quá ngon, quá ngon. Chắc chỗ này bậy mà lão quá mọi người. Ù hai con mày lão bự rồi nha. Vô. Được hai con mày lão bự rồi người. Ăn cũng dính ngay đây luôn. Để em gỡ cho mọi người. Đủ mọi người. Dính con nữa rồi nè. Rồi xảy rồi. Ôi. Thiệt tình nữa chứ. Xảy luôn người ơi. Thả xuống cái nàng lại liền luôn. Bày mày lão. Lưỡi này do cái lưỡi này nó nhỏ thôi, cũng dễ xảy lắm. Nhưng mà hơi meo meo xíu là xảy rồi. Em chèo lên lại một miếng.
cái điểm này anh. Còn cái chỗ cá gốc nữa này. Úi giờ nó lụm tiếp này. Ui cá chấm rùi, hồng chấm rùi được con bự nữa. Giờ có đè tạm nó đây thôi mà, đâu có chỗ đâu em để nữa đâu, em hết chỗ để rồi. Thì bây giờ trời cũng nó cũng muốn tối rồi mọi người. Thôi em đi về. Mai thì có gì em ra câu tiếp. Thì video ngày hôm nay thì cũng dính được khá cá mọi người, với cộng ngày hôm qua dính được hai con to á. Thì em sẽ ghép hôm qua đứng ở trên đó câu với lại đi dít bữa nay cho mọi người cùng xem luôn nha. Thì hôm nay được một. Đây, quay cá cho mọi người xem nha. Đây, đây con này mới dính nè, 1 2 3 4 5 6 7 8. Thì bữa nay dính được 10 con thì em làm gớt mất hai con mọi người. Đây con bè, hai con bè lão bự nha. À, đây cũng được hai con bè lão bự với lại cũng sảy mấy con trọng trọng rồi. Có sảy một chắc sảy được một con bè lão. Đây, mấy con cá này cũng đẹp ghê mọi người. Đây, đây một đàn cá róc nè. À, thì được cũng được một mớ cá róc với cá sọc dưa. Do là cũng sảy á nên là cũng không có dính được nhiều, chứ không sảy là dính nhiều người, sảy chắc cũng ba cái bốn cái á. Thì em rất cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em nha. Thì nếu mọi người thấy hay thì mọi người nhớ bấm like để ủng hộ em, để em tiếp tục làm những video câu cá như vậy để chia sẻ cho mọi người cùng câu theo cách của em nha. Thì em xin chào tất cả mọi người, thì hẹn mọi người video sau.